Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word ở trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà tạo tắt ở trên Word nhé. Thì tiếp theo một số cái series về tạo tắt ở trên máy tính để các bạn có thêm một số thông tin các bạn tham khảo và thực hiện trên máy tính của mình nhé. Thì chia sẻ các bạn là cái vấn đề mà tạo tắt thì thời gian vừa rồi thì mình có đã chia sẻ một số cái video trên kênh của mình rồi, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để tham khảo thêm một số video khác nhé. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn về cách tạo tắt bằng cách lấy một cái ví dụ đơn giản thôi để các bạn theo dõi nhé. Thì ở đây các bạn này, thì trong cái này thì mình cũng đang chia sẻ các bạn ở trên cái cuộn 207, và ở trong này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà lập một cái danh sách môn học nhé, danh sách môn học đó. Ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái tab ở bên phải các bạn này, mình sẽ chọn tab ở cái góc trên cùng bên trái này nhá, đây nhá, mình sẽ đặt hai cái tab phải đây, tab phải bên này nữa. Rồi thì trong quá trình các bạn đặt tab mà các bạn thấy chưa phù hợp thì các bạn có thể là di chuyển nhá, di chuyển cái tab này này đấy. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ đặt là trường đại học AB, trường đại học nào đấy chẳng hạn nhé, danh sách môn học của trường đại học nhé, trường đại học ABC gì đó nhé, mình không biết là trường đại học nào. Rồi ở đây là tất ở mình chọn là tắt các bạn nhé. Rồi đây là cái lề trái các bạn này, cái lề trái thì mình có trỏ chuột khi các bạn bấm enter thì nó sẽ nhảy ra sát cái lề trái này luôn. Thì để chọn hai cái tắt giữa này thì các bạn sẽ bấm nút tắt ở trên bàn phím nhé, ký hiệu bằng trừ TAB đó. Đó, ở đây các bạn sẽ gõ là trường đại học ABC. Đó, trường đại học ABC nhá. Rồi, các bạn bấm nút tab sang bên này tiếp là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, ví dụ như vậy. Ở đây trong cái thông tin ở trong này thì mình chỉ lấy ví dụ để các bạn theo dõi thôi nhá. Cộng hòa xã hội nhá. Rồi, chủ nghĩa đó, Việt Nam. Rồi. Các bạn bấm enter này. Bấm enter trên bàn phím thì nó sẽ nhảy con trỏ chuột sang bên trái luôn. Các bạn bấm tiếp nút tab. Ví dụ đây là khoa công nghệ thông tin chẳng hạn, khoa công nghệ thông tin. Đấy. Rồi các bạn bấm nút tab tiếp. Bên này là độc lập tự do hạnh phúc đúng không? Độc lập. Rồi. Tự do hạnh phúc. Đó, hay ở giữa hai cái chữ này chúng ta phải có cái dấu gạch các bạn này, dấu gạch nhá. Đây mình sẽ cho nó lớn lên một chút, cái này cũng lớn rồi đúng không? Ok, đây, đấy. Rồi chúng ta sẽ bôi đen hết để chúng ta canh chữ nhá. Ở đây này, phông chữ là Times New Roman này, cỡ chữ ở đây mình sẽ chọn 14 đi các bạn nhá, cho là 14 đi. 14 thì nó lại hơi chèn sang bên này đúng không? Mình sẽ cánh giãn sang bên này chút. Đây mình lấy 13 đi. Rồi, in đậm nhá. Bấm vào chữ B in đậm này. Mình sẽ cho hai cái dòng trên và dòng dưới gần nhau hơn một chút. Đấy, thì mình sẽ cho vào cái chỗ này. Đó. Chọn 1.0 đi. Vẫn chưa được đúng không? Thì các bạn tiếp tục vào cái mục paragraph. Paragraph có cái nút mũi tên này các bạn này. Hoặc là các bạn kích chuột phải lên đây. Đó, các bạn vào cái mục paragraph ở đây. Đấy, click vào đây. Thì đây chúng ta sẽ có hai cái dòng là before và after nhá. Before thì chúng ta chọn 0 này, và after chúng ta cũng chọn 0 luôn. Chúng ta kích chuột vào cái mũi tên này để chúng ta giảm xuống 0.0. Đấy, ok. Rồi thì nó sẽ gần hơn đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn cái đường kẻ phía dưới các bạn nhá. Thì mình sẽ vào cái mục insert này. Rồi vào cái dòng sharp này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái chọn đường kẻ ngang ở đây, chúng ta kích chuột trái vào đây. Và mình sẽ chọn cái đường công nghệ thông tin đúng không? Khoa công nghệ thông tin ở đây. Rồi. Này là hơi lệch chút. Đấy. Rồi bên này là độc lập tự do hạnh phúc cũng vậy, các bạn cũng vào insert nhá, chọn sharp. Rồi vào đây. Đấy. Rồi. Mình sẽ cho nó sát lên một chút, mình sẽ bấm cái nút lên xuống ở trên bàn phím nhé để các bạn cho nó sát cái này lên chút. Rồi. Ở đây thì mình sẽ bấm enter cho nó xuống dòng này. Ở đây chúng ta sẽ ghi là danh sách môn học đúng không? Danh sách môn học. Chúng ta sẽ cho nó ra chữ này, cho lớn lên nhé. Rồi mình sẽ cho cái chữ 20 đi.
20. Và như vậy là cái dòng đầu tiên này mình sẽ đặt hai cái tắt giữa đây các bạn nhé. Đây tắt giữa đây và tắt giữa đây. Thì đối với tắt giữa thì khi các bạn đặt thì trừ nó sẽ chạy sang hai bên nhé, tắt giữa nhé. Và xuống đây. Ví dụ như vậy thì cái này mình sẽ chọn cỡ trừ 14 thôi. Từ cái dòng số 2 rồi đi. Sang trái. Xuống dòng chút. Rồi. Ví dụ đây là mình sẽ trước khi mà cái con trỏ chuột nó nằm ở sát cạnh lên trái này thì ở đây chúng ta khi mà các bạn gõ thì nó phải thụt vào bên trong một chút đúng không? Mình sẽ bỏ hai cái tán này đi nhá. Cho nên mình sẽ chọn cái tán trái đây. À, cái tán này thì nó phải thụt vào bên trong một chút các bạn nhá, thụt vào so với cái lấy trái một chút nhá. Đây. Một tán trái đây. Và mình sẽ số thứ tư đúng không? Số thứ tư này. Đây mình sẽ đặt một cái số thứ tư ở đây. Đó. Số thứ tư. Rồi. Tiếp theo là ở đây là tên môn học. Đấy, tên môn học thì mình sẽ đặt một cái tắt trái đây nữa, thì mình sẽ đặt một tắt trái đây. Rồi, các bạn bấm enter vào tiếp nha, là tên môn học này. Rồi, tên môn học. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang là số tín chỉ đúng không? Số tín chỉ. Hiện nay thì chúng ta học theo số tín chỉ các bạn nhé. Thì số tín chỉ ở đây mình có thể là đặt cái tắt giữa đây, đó, tắt giữa ở đây. Đó. Rồi các bạn bấm enter tiếp thì nó sẽ sang cái tắt giữa đây là số tín chỉ. Đấy. Đặt tắt giữa thì trừ nó sẽ chạy sang hai bên các bạn nhé. Và thời gian học nhé, thời gian học thì mình sẽ đặt một cái tắt trái. Đó. Thời gian học, đó. Tức là thời gian các bạn bấm nút tắt này. Rồi thời gian. Rồi mình thấy là cái này nó sát gần quá thì mình có thể điều chỉnh lại nhá, mình có thể dịch nó sang bên này. Các bạn nhấn vào dùi chuột trái để các bạn kéo cái tán này nó nhảy sang nhé. Đấy, đây. Rồi, cái này là mình quay lại nhé. Đây. Số tín chỉ đây. Rồi, cho nó sang bên này đi. Đấy. Tiếp theo là thời gian học đúng không? Thời gian thì mình sẽ ghi đây. Đó. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có một cái nữa là ghi chú. Ghi chú. Ở ghi chú thì mình sẽ đặt một cái tắt ở đây nữa. Đấy, đặt một tắt trái ở đây nữa nha các bạn nhé. Chúng ta bấm enter này, nó sẽ sang bên này là ghi chú. Cái ghi chú này là ghi môn thực hành, môn lý thuyết hay là thực hành nhé. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó vào chút nữa khi mà thấy chưa phù hợp. Rồi, thì sang cái chỗ ghi chú này thì mình sẽ đặt một cái tắt xong rồi nhé. Đó. Ở bên này thì mình sẽ cho một cái tắt phải đây cũng được, một cái tắt phải bên này nữa. Nhưng mà đó là cái dòng thứ hai, dòng thứ hai. Rồi, các bạn bấm enter nhé. Rồi bây giờ các bạn bấm nút tắt tiếp này. Khi các bạn bấm enter thì con trỏ chuột nó sẽ nhảy sang cái lề trái nằm ở cái sát cái lề trái. Thì chúng ta sẽ bấm nút tắt tiếp nhé. Thì ở đây là cái số thứ tư này ấy, thì thường thường là mình sẽ đặt cái tắt giữa đúng không? Đấy. Thì mình sẽ thay đổi lại xem thử thế nào. Đó. Đặt cái tắt giữa đây đi. Đây. Đó, số thứ tư này. Ở đây mình sẽ đánh số 1 này. Rồi tiếp theo là mình sẽ bấm enter tiếp thì nó sẽ nhảy sang bên này nhá. Ở đây là cái lề cánh cái này là cái tắt trái các bạn ạ, tên môn học ví dụ như là môn triết học chẳng hạn nhá. Triết học. Rồi các bạn bấm enter tiếp để nó sang cái tắt giữa tiếp theo, cái cột tiếp theo là số tín chỉ nhé. Cái này thì mình sẽ cho nó không bình thường đi. Rồi. Số tín chỉ ví dụ như là 6. Rồi thời gian học. Thời gian các bạn bấm enter thì nó sẽ nhảy sang cột thời gian. Cột thời gian này mình sẽ cho nó cánh giữa đấy các bạn nhé. Thời gian thì ở đây nếu mà như thế này thì nó không được đẹp. Mình sẽ thay cái tán này đi. Mình sẽ kéo xuống và bỏ đi. Đấy, mình sẽ lấy một cái tắt giữa đây. Rồi. Thời gian thì chúng ta sẽ lấy ở đây là ví dụ như là các bạn sẽ học trong thời gian ví dụ như là trong vòng 6 tháng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Mình lấy ví dụ nha, 6 tháng. Rồi ghi chú, bấm enter thì ghi chú ở đây là chúng ta sẽ học là lý thuyết nha. Học lý thuyết. Là cái này mình sẽ giảm ra chút các bạn này, giảm ra chút nhé, bởi vì nó gần nhau quá. Rồi các bạn bấm enter tiếp nha. Đến đây là enter xuống thì
Các bạn chú ý là cái chỗ này thì mình có thể là tạo một cái đường chấm chấm ở đây này, ở cái dòng số 2 này này, một số thứ tự 1 tiết học 6 này, 6 tháng này, cái chỗ này mình có thể bỏ đi nha, mình tạo cái đường chấm chấm ở cái tab cuối cùng này này. Đó. Thì ở đây mình sẽ đặt một cái tab phải đây. Tab phải ngoài cùng nhá. Các bạn muốn tạo một cái đường chấm chấm thì các bạn phải đặt một cái tab phải ngoài này này để nó giới hạn là các bạn nhá. Đấy. Đặt một cái tab phải đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kích vào đây, kích vào một cái phím tab bất kỳ để chúng ta chọn cái đường chấm chấm nhá, cho cái tab cuối cùng ở đây. Tab cuối cùng là nó có đường chấm chấm là 17.25 nhá. Đấy, thì chúng ta cái 17.25 này là cái khoảng cách từ cái tab phải này đến cái lề trái các bạn nhá. Đó. Thì giống như trong các video trước thì mình đã chia sẻ rồi. Những cái số liệu ở đây này, những cái số liệu trên cái bảng này chính là khoảng cách từ cái tab đó đến cái lề trái nhá. Lề trái. Thì 17.25 là khoảng cách từ cái tab phải ngoài cùng này này đến cái lề trái. Thì đây là cái khoảng cách lớn nhất cho nên là cái số liệu nó sẽ lớn nhất nhá, 17.25 này. Tiếp theo chúng ta chọn đường kẻ thì các bạn sẽ vào mục 2 3 4 này này, đúng không? Ở đây mình chọn cái mục 2, chọn đường chấm chấm. Các bạn có thể chọn cái mục 3 này cũng được. Rồi mình chọn vào cái mục 2 này và chúng ta chọn set và chúng ta bấm ok. Thì sau khi ở cái mục thời gian này rồi thì nó sẽ nhảy sang cái tab cuối cùng thì các bạn sẽ có cái đường chấm chấm nhá. Đây, đường chấm chấm ở đây. À, ghi chú ở đây thì mình sẽ ghi là giống như không phải là lý thuyết đúng không? À, lý thuyết. Rồi. Các bạn bấm enter thì nó sẽ nhảy sang đây. Đó. Rồi, cái này thì các bạn muốn từ cái tab số 3 này để đi, mình muốn từ cái tab giữa này để đi, nó có đường kẻ chấm chấm đi, cái này nó không được đẹp lắm nhá, mình bỏ đi nhá. Mình bỏ đi thì mình sẽ cho từ cái cột thời gian này trở về sau là nó có đường chấm chấm thì mình sẽ chọn thêm cái tab này có đường chấm chấm nữa các bạn này. Cái tab trái ở đây nữa này, liên kề đây. Đấy, thì mình sẽ kích vào đây luôn nhá. Đó, mình chọn thêm cái chỗ 14.75 này này, có đường kẻ luôn thì mình sẽ kích vào đây, bấm set và bấm ok. Đấy, đến đây thì mình sẽ bắt đầu ghi là lý thuyết. Và trong quá trình các bạn làm thực hành trên máy của các bạn thì các bạn nghiên cứu một chút nhá. Đấy, lý thuyết này bấm enter này thì nó cái dòng thứ ba rồi đi. Đấy, thì các bạn cũng bấm nút tab bình thường đây, sang số 2 này. Ví dụ đây là môn tin cơ bản không? Tin cơ bản. Rồi, bấm enter, ví dụ tin cơ bản là 4 tín chỉ chẳng hạn. Rồi thời gian ví dụ như là 4 tháng đi. Chúng ta học 4 tháng chẳng hạn, ví dụ như thế. Rồi bấm nút tab tiếp. Cái này là cũng lý thuyết luôn. Rồi enter. Rồi tab tiếp số 3. Nút tab. Ví dụ như là quản trị mạng chẳng hạn nha các bạn nhé, quản trị mạng. Ngành công nghệ thông tin mà. Ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng. Nút tab. Ví dụ 5 tín chỉ, số tín chỉ là 5. Rồi thời gian ví dụ như là 6 tháng đi nha. Cùng 6 tháng luôn. Rồi. Nút tab tiếp. Cái này cũng lý thuyết luôn. Rồi, enter. Đây mục thứ tư, ví dụ như là tá tiếp là phần cứng, đó, phần cứng máy tính. Phần cứng máy tính. Rồi, các bạn bấm nút tab nhé. Phần cứng máy tính ví dụ như là 5 đi. 5 tín chỉ. Nút tab tiếp. Ở đây ví dụ 5 tháng, đó, 5 tháng. Rồi bấm nút tab. Cái này là thực hành các bạn nhé, ví dụ thực hành. Đó, thực hành. Rồi phần ví dụ tiếp theo là nút tab tiếp mục số 5. Mình chỉ lấy đến cái số thứ tự thứ 5 thôi các bạn nhé. Ví dụ như là màng cấp quang chẳng hạn đúng không? Màng cấp quang. Màng cấp quang. Rồi ví dụ enter nút tab 6 tín chỉ chẳng hạn. Rồi. Cái này là học trong vòng 6 tháng. Rồi tab màng cấp quang lý thuyết luôn. Đó. Lý thuyết nha. Rồi ở dưới này thì ví dụ đây là cái danh sách môn học các bạn. Rồi xong ở dưới này mình sẽ ghi là ngày tháng đúng không? Và ví dụ như là trong cái học kỳ, trong một cái học kỳ như vậy mình sẽ có 5 môn học như thế này. Ở bên này mình sẽ ghi ngày tháng ở đây. Ngày tháng lập cái danh sách này thì mình sẽ cái dòng này thì mình sẽ đặt một cái tab giữa ở phía bên phải nhá. Như vậy đặt tab giữa ở đây thì mình sẽ bỏ hết các cái tab này ở trên này đi.
Các bạn chú ý là cứ một dòng như vậy thì chúng ta sẽ đặt tag khác nhau nhé, đặt tag khác nhau. Nếu như mà nội dung khác nhau thì mình sẽ đặt tag khác nhau, còn mà nội dung giống nhau thì các bạn để nguyên tag như vậy các bạn sử dụng. Ở đây mình sẽ đặt tag giữa các bạn này, đây tag giữa đây nhá. Lúc này các bạn bấm nút tag ở trên bàn phím thì nó sẽ nhảy sang cái tag giữa phía bên phải này. Đó, ở đây mình sẽ ghi là ngày này. Rồi xa đúng không, tháng rồi xa ra năm. Rồi cái này chúng ta có thể cho nó giãn ra chút nữa. Ở đây thì mình sẽ thường thường là cái ngày tháng năm này các bạn không bôi đen, nhưng mà chúng ta sẽ cho in nghiêng nhé, cho in nghiêng. Đó, mình sẽ dịch sang bên này chút. Rồi tiếp theo, xuống dòng tiếp theo là chúng ta sẽ người lập đúng không, người lập môn học thì mình sẽ ghi là người lập. Và cái chỗ người lập này các bạn phải bôi đen này. Đấy, bôi đen rồi, xuống dòng tiếp nhé, enter. Các bạn bấm nút tab tiếp rồi enter nữa, cho nó xuống 2-3 dòng để chúng ta ký mà. À, ví dụ như là Nguyễn Văn A chẳng hạn nhé, ví dụ như đấy, cho lên một chút đi. Đó, Nguyễn Văn A chẳng hạn, ví dụ như vậy đó. À, đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Đấy thì cách sử dụng tab thì nó rất đơn giản như vậy thôi. À, vấn đề là các bạn phải xác định là cứ một dòng như thế này này, một dòng là sẽ có cái tab khác nhau các bạn nhé, tab khác nhau. À, nhưng nếu mà dòng sau và dòng trước giống nhau, dòng sau và dòng trước nội dung giống nhau ấy, thì cái tag các bạn vẫn để nguyên, tức là các bạn vẫn sử dụng bình thường. Còn nếu như cái dòng đằng sau mà nội dung nó khác, chẳng hạn như là dòng đầu nó có 3 cột nhưng mà dòng sau thì nó có 4 cột hoặc là 5 cột thì các bạn lại phải thêm tag vào nhé, thì các bạn lại phải thao phải đặt tag lại cho cái dòng sau. Đó thì cách làm rất là dễ như vậy các bạn nhé. Rồi thì thông qua video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn truy cập vào cái kênh của mình luôn nhé, để các bạn tham khảo thêm một số cái video về cách sử dụng tab ở trong Word nhé. Thì khi các bạn mở cái trang chủ YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này, các bạn gõ không dấu nhé, đó là Khám Phá Cuộc Sống TV. Rồi sau đấy các bạn kích chuột vào cái kính lúp này này để các bạn tìm kiếm. Thì đây là cái kênh của mình các bạn nhé, Khám Phá Cuộc Sống TV nhé. Thì vào đây thì các bạn kích vào cái hình avatar của kênh này. Rồi bước tiếp theo là sau khi mà các bạn truy cập vào kênh rồi thì các bạn sẽ kích vào cái phần danh sách phát. Đó, danh sách phát ở đây nhé. Rồi lúc này các bạn sẽ nhìn sang bên phải này, các bạn kích vào cái nút mũi tên này này để các bạn tìm kiếm video nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Đây nhé. Đó thì trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình có để rất là nhiều mục. Thì trong này mình có để một cái mục đấy là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này. Đó thì trong này mình chia sẻ rất là chi tiết cả cái video mà dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu hoặc là những người lớn tuổi và người già. Ví dụ như là cách sử dụng chuột, rồi cách sử dụng bàn phím này, rồi cách gõ tiếng Việt trên máy tính, hoặc là cái cách sử dụng Word. Đấy, thì giống như lúc này là mình cũng đã chia sẻ một số cái video về cách đặt tab ở trên Word rồi nhá. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này nhá. Đấy, phần danh sách phát đã tạo và cái mục là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn đặt tab ở trên Word thành công nhá. Sau video này thì bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.